好，各位前大家，大家请坐。啊，我先。大家呢边见咁耐，急啲啲外送啊。咁首先喺呢度咧，我非常之感謝天恩師德，感謝我哋老慈人前人嘅大德，同埋我哋點燃師慈悲咧，俾我機會咧喺呢度同大家一齊學習。啊，上師恩師這邊啊，感謝天恩師德，感謝北極聖地北極地菩薩，và cảm tạ các vị điểm truyền sư đã an bài cho giảng sư có cơ hội để đến đây cùng các vị học tập. Cổm, hôm nay, tôi học tập cái này thằng phật, là một phiên phần mình, gọi là chúc phụ giảng sư. À, thì là hôm nay đến học tập ấy là một cái văn huấn đó là có chúc giảng sư. Cổm, cái phiên phần mình, là tôi đi tiền nhân bất ưu sĩ bồ tát, là, tại 2008 phê phẩm. À, thì cái bài huấn này ấy, là Bất Hưu Tức Bồ Tát của chúng ta ấy, là phê huấn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2008. Tôi đi ra trò trò cô vẫn là giảng sư à? À, tất cả các vị ngồi đây đều là giảng sư đúng không ạ? Là. Là. Tại các vị biết 2008 là cái gì à? Chúng ta có biết được rằng à, năm 2008 là cái ngày cái năm đó là năm gì không ạ? Hai là tôi đi tiền nhân hồi à quy hương à hồi hương về chỉ có niên tám phần tiền nhân của chúng ta ấy về trời vào tháng 8. Cổm cái lão nhân gia thì 12 tháng thì tức là khai sa khai phận cái phim chúc phụ giảng sư cái phần mà thì đến tháng 12 vị lập tức đến và để phê huấn ra một cái bài huấn này là phó chúc giảng sư. Đại gia tin chi cái gì gọi là chúc phụ giảng sư à? Thì mọi người có biết được rằng á là gì phó chúc giảng sư là như thế nào, ý nghĩa là như thế nào không ạ? Đại gia tin chi à? Mọi người có biết không ạ? Là gánh vác. Tiền nhân cho tâm sinh cái ngoài cái giảng sư, quên ghi rõ. À, là tiền nhân ấy sợ là chúng ta ấy là quên mất tích của giảng sư và không biết rõ ràng. Vậy thì tức là phải cho tôi để giải đại chính rõ. Cho nên là dặn dò lại chúng ta cho rõ ràng. À, cùng tôi mỗi một vị giảng sư lại giảng chính rõ. Và nói với mỗi một vị giảng sư nói cho rõ ràng. Là cái ý chí. Là đây là cái ý nghĩa là như vậy. Vậy thì hôm nay tôi học tập cái phần này. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài huấn này. Tôi đại gia đều ghi ở trong lòng. Chúng ta phải luôn nhớ ở trong tâm. Phần này thì nói đến à mỗi một phiên cái phần này đến với nhân gian. Là mỗi một cái bài huấn mà xuống đến nhân gian này đều là vì cho giúp đỡ tôi để giải khai tôi trong lòng mình cái nghi hoặc. Là đều là giúp đỡ chúng ta để cải cái nghi hoặc ở trong tâm chúng ta. Lần câu lệnh đâu tôi để à mình ba cái địa phương mình ba hiểu giải. Để cho chúng ta đều được hiểu rõ minh bạch. Lệnh đâu tôi để mỗi một cái người cái tâm năng cao càng ca quang minh lưỡi lạc. À, để cho mỗi một cái tâm chủ chúng ta đều được quang minh. Càng ngày càng quang minh. Càng ngày càng quang minh. Vì tôi đi, đại gia mỗi một vị tiền nhân, tôi đi tâm bên đều còn có không quang minh cái địa phương, có không? Bởi vì mỗi một người chúng ta ở trong tâm ấy đều có một phần chưa có được rõ ràng, chưa được quang minh. Có. Có là, đa đa xíu xíu đều có là. À, nhiều nhiều ít ít đều có. Ví dụ, khí khí á. À, như là thói hư, tật xấu. Tham sân si á. Tham sân si. À mà, uất hận não lậu phàm. Là gì oán hận à? Những các cái đó. Lý đi đều là làm cho tôi đi tâm lưỡi bên tâm thiền không đủ quang minh. À, đây là những cái điều này để cho cái tâm của chúng ta không được quang minh. Cho nên tiền nhân sẽ yêu giao đại tôi mỗi một vị giảng sư. Cho nên tiền nhân của chúng ta sẽ dặn dò lại mỗi một vị giảng sư. Yêu hạ niệm trụ thành. Là đều là gì? À, là hạ xuống cái lý niệm của mình, cái tâm niệm của mình. Điểm nào hạ đấy? À, làm thế nào đây? À, mày a chữ, mày a chữ. Không phải là là phải như thế nào? Đè xuống. Yêu yêu hàng phục. À, đây là phục của đây cái hàng phục cái những các cái hạ tâm của chúng ta ấy. À, yêu tôi mỗi một người đều có cái hàng phục cái năng lực. À, để cho mỗi một người đều có cái hàng phục tâm. Cho cho nhất định có cái miễn cưỡng rồi. À, thì mới đầu chúng ta đều có những cái sự miễn cưỡng. Là, giống như tôi đi học học thì, cho cho, mới là giảng sư cái thời. Như là giảng sư trước khi làm giảng sư. Mới thanh khẩu cái thời. Vẫn chưa thanh khẩu. Tôi đi đều có sợi yên à. À, thì giảng sư cũng là hút thuốc. Tôi là, vậy tôi đi ở trong trường học tập, à, yêu giảng sư thì cùng học học. Thì bây giờ ở đạo trường học tập thì có giảng sư đã nói với giảng sư rằng.
Nếu như mà mình hút thuốc mà mình nói đạo lý với người khác thì không có đủ. Thế cho nên là nghe được như vậy thì mới cải bỏ cái lúc mới đầu để có thể là để cai được thuốc đi thì có phải khó khăn không ạ? Bởi vì hút thuốc là hút từ nhỏ đến lớn rồi không có nghĩ qua đến là có thể là cai thuốc. Nhưng mà mình đi cái con đường này thì mình phải cải biến. Thì mới đầu là giảng sư cũng ở các cái sòng bạc này làm việc. Thì lúc bắt đầu ấy mà có thể để cai thuốc ấy. Thì cái trong tâm nghĩ là không hút thuốc nhưng mà đi vào đấy để hít cái hơi thuốc cũng được. Thì là người xong thì cảm thấy là thoải mái một chút à. Thì nó bắt đầu là như vậy à. Nhưng mà người mỗi một đoạn thời gian. Nhưng mà càng người càng cảm thấy là rất khó chịu. Người nó không muốn người nữa. Thì là mới đầu ấy thì rất là cảm thấy khó khăn nhưng về sau sẽ hàng phục được. Cho nên mỗi một vị giảng sư đều có một cái năng lực để hàng phục. Để cho các cái niệm đầu không tốt chúng ta phải hàng phục nó lại. Bởi vì là một vị giảng sư đều phải là lấy thân để mà làm gương cho người khác. Để cho mỗi cái tâm của chúng ta mỗi một ngày đều là thanh tịnh. Đại gia trong nội bì có phiền não à? Ở trong mọi người trong tâm có phiền não không ạ? Có không ạ? Tại sao ạ? Tại sao lại có nhiều phiền não vậy ạ? Tại phong không đây mà. Bởi vì chúng ta không buông xuống được, có đúng không ạ? Tại cái gì phong không đây, cho nên chúng ta có phiền não. Chúng ta không buông xuống được, cho nên chúng ta phiền não. Vậy thì hôm nay nếu mà chúng ta học tập cho nên hôm nay chúng ta tu đạo rồi thì chúng ta phải học thánh nhân, chúng ta phải luôn thanh tịnh. Chúng ta cái gì chúng ta phải học được là phải buông xuống. Là thời thời khắc khắc đều phải bảo giữ cái tâm thanh tịnh. Làm thế nào có thể để bảo giữ được tâm thanh tịnh đây? Trừ cho dùng tam bảo chi ngoài. Ngoài cái dùng tâm bảo ra, chúng ta phải nhớ bốn điều. Những cái gì không nên xem, chúng ta không xem. Còn những cái gì không nên nói, chúng ta không nói. Còn cái gì nữa ạ? Nếu như chúng ta không nên nghe thì chúng ta không nghe. Bây giờ đại gia có mua sổ kia tâm nhất động, thì không năng cao chính. Đừng có động, nếu như động tâm động rồi thì chúng ta. Lấy động hổ cái niệm đầu, đi. Nếu như chúng ta động cái niệm đầu tốt đi thì là tốt. Lấy cái động quay niệm, rồi tạo cho nhân quả. Nếu như chúng ta động nên một cái niệm mà ngoài ý muốn thì chúng ta sẽ làm nên cái nhân quả rồi. Cho nên là cái niệm đầu của chúng ta nếu như không hợp với lễ thì chúng ta cũng đừng nên là động. Thì mới bảo giữ được cái tâm thanh tịnh. Và chúng ta phải hiểu được phải buông xuống. Làm thế nào để có thể làm được thánh nhân đây? Sao phải sở hữu niệm đầu đều không. Là tất cả những niệm đầu không có. Liền phong hạ có cái niệm đầu đâu mổ. Đến mà buông xuống cái niệm đầu không có. Hướng đâu cảm thấy kiện cài. Thì nếu đến cái cảnh giới như vậy. Đây là hữu cô kiện cài à. Đây là một cái cảnh giới cao nhất rồi. Có đúng không ạ? Mọi người có thấy đúng không ạ? Nội tại thì trong nội tâm của chúng ta rất là thanh tịnh.
Nếu như chúng ta không đi hàng phục cái tâm của chúng ta, nếu như cái niệm đầu của chúng ta hoặc là chúng ta làm không tốt, thì chúng ta sẽ đi nhầm đường. Thì đi một bước nhầm rồi thì á, có như vậy, các cái điển hình có như vậy không ạ? Có những cái tình hình như vậy không ạ? Cho nên là chúng ta đi mỗi một bước rất là quan trọng. Chúng ta phải đưa bản thân mình lên đến thiên đường. Hay là đưa bản thân mình đi xuống địa ngục. Đều là do tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có cái năng lực để mà hàng phục tâm. Mọi người có biết không? Tiên nhân 就话全体实务要用心. Cho nên rằng là tiên nhân của chúng ta mới nói là chuyển thể là thực vụ phải dùng tâm. Các vị giảng sư có mổ giảng phu à? Các vị giảng sư có giảng bài không ạ? Yêu học tập giảng phu à? Chúng ta phải học tập giảng bài. Đại gia giảng một phòng phu trước tiên yêu chuẩn bị bao nhiêu thời gian? Chúng ta trước khi giảng bài chúng ta cần phải chuẩn bị bao nhiêu thời gian ạ? Hầu đô. À rất là nhiều. Tỷ đô. À là bao nhiêu? À. 譬如你如果聽日要講課，你要提前幾時準備？啊，如果ngày mai chúng ta giảng bài thì chúng ta phải trước đó bao nhiêu ngày chúng ta chuẩn bị bài à? À? 幾耐啊？啊，bao nhiêu lâu à? À? 兩三個月啊？hai ba tháng à? 你其實你一定要，你一知道要講課啦。À, giảng cái đề mục là, 马上就要去准备啦. Chúng ta biết được rằng chúng ta chuẩn bị là chúng ta năm nay chúng ta giảng bài gì, chúng ta biết được là chúng ta phải chuẩn bị trước. Cùng với, 虽然我哋讲过呢个题目, và chúng ta muốn giảng cái đề mục này. 嚟紧我再讲呢个题目, thì đến gần chúng ta khi chúng ta gần giảng cái đề mục này, 你有冇去提升呢堂课咧? Thì chúng ta có đề thăng cái bài giảng này không? 一年前讲过呢堂课. À, một năm trước chúng ta giảng qua bài này rồi. 一年后又再讲. À, thì một năm sau lại giảng. 一模一样. Thì bài giảng vẫn thế không có. 大家话有冇提升到? Mọi người có đề thăng không? 有冇提升到? À, có đề thăng không ạ? Không có đề thăng. 点解冇提升啊? Tại sao không đề thăng? Không có liên quan. À? Không có nói đâu, không có liên quan. Chúng ta không dùng tâm. 一年前. Một cùng năm một trước, sau, cùng một năm sau, tôi đều ở trong sâu đồ hành động. À, cũng là học đạo tu đạo. Nội bên cái nội dung, thực sự, nhiều đó đều có thể thay đổi. À, ở trong đó cái nội dung của chúng ta phải cải biến rất là nhiều, có đúng không ạ? Thực ra, quan trọng nhất là tôi làm giảng sư, có không có dùng tâm. Và chúng ta làm giảng sư, chúng ta có dùng tâm không? Trong cái thằng phụ, càng càng để tăng lên. Để đưa cái bài giảng này càng đề thăng lên. Tuy nhiên, tôi làm được giảng sư nhiều năm. Cho nên giảng sư làm giảng sư đã rất nhiều năm. Có đi phò đô kinh thường giảng. Có những bài giảng thường xuyên giảng. Đàn là giảng trước tiên, tôi cũng muốn làm một lần. Thì nhưng mà trước khi giảng, giảng sư đều phải nghĩ. Mỗi một cái chi tiết, có mày có biên đi, có thể làm được càng cao thăng lên. À, cái những cái đề mục nhỏ làm thế nào để chúng ta đề thăng lên đây? Hoặc là hiện gần kỳ đạo trường có mày biên đi, thông tin càng cao, có thể càng cao thăng lên update. À, và ở đạo trường có thể là có cái đề nào có thể đề thăng cao lên được đây? Lệnh đô số có ban viên nghe được càng cao thiết bị à, để cho ban viên nghe cảm thấy là càng phát tâm lên hơn. Thực ra cũng phải xem chúng ta có dùng tâm mà. Nhưng mà đây là nhìn xem chúng ta có phát tâm hay không. Hậu học có khi thấy được những giảng sư. À, thì giảng sư có nhìn thấy những các vị giảng sư. Họ 3 năm trước giảng cái này học. 3 năm trước giảng cái bài giảng này. Hiện giờ 3 năm sau giảng à? Bây giờ đến 3 năm sau giờ giảng. Bị 3 năm trước giảng được càng cao. Nhưng mà đối với 3 năm trước giảng ấy còn là kém hơn. Có một cái tình hình. Có cái tình hình như vậy không ạ? Tại làm sao? Điểm cái? Tại làm sao ạ? Hả? Ý vì chỉ nghĩ giảng qua. À, nghĩ rằng tự mình đã giảng qua. Không có dùng tâm để chuẩn bị nữa. Không có dùng tâm để chuẩn bị nữa. Ý vì lên đài là có thể. À, cứ nghĩ rằng à, mình lên đài là có thể giảng được rồi. Đây cái đều là gọi là không dùng tâm mà. Như vậy gọi là không có dùng tâm. Vì mà tôi đối chủ cái ban viên không là. Bởi vì chúng ta đối mặt với ban viên là không giống rồi. Mỗi một vị ban viên đến đâu. Mỗi một vị ban viên đến. Họ đều rất hy vọng có thu nhập. Người ta đều hy vọng rằng sẽ có cái thu nhập. Họ đều đã xuất ra thời gian. Bởi vì họ đã bỏ ra cái thời gian. Nếu như hôm nay đến nghe bài giảng hoàn toàn không có sự thu hoạch.
thì tất cả bàn viên người ta rất là mất hy vọng. 大家有冇谂过呢个问题? Mọi người có nghĩ đến cái vấn đề này không ạ? 所以讲师传题, cho nên là giảng sư để mà truyền thể, 你一定要谂一谂, mình phải nhất định phải nghĩ. 我今日讲呢堂课, hôm nay tôi giảng bài giảng này, 我要俾到乜嘢班员? À, thì tôi phải cho ban viên những cái gì? 我要帮助班员乜嘢? Tôi á giúp đỡ ban viên những gì? 我要同佢哋交代. Chúng ta là sẽ bảo lại với ban viên. 咁样先至可以. À, như vậy ấy, thì mới có thể được. 我哋有啲新嘅讲师团体. À, có những giảng sư mới chủ thể. 都比较紧张啊. À, thì là càng là gì là gì là dần dần lo lắng hơn, là nhìn vào cái bài giảng từ đầu đến cuối. Có cái tình hình như vậy không ạ? Nếu như mà cứ nhìn vào đó là một cái việc rất là lớn, như là người dưới nhìn vào bài giảng cho người dưới ngủ hết rồi. 你而家喺度讲课就氹佢哋瞓觉啊？ À, đây là mình đang giảng bài để mà du người ta bảo rất ngủ rồi. Họ đi phẳng rất là thoải mái rồi. À, người ta ngủ rất là thoải mái rồi. Có không ạ? Có không ạ? Vì vậy, tôi không thể cảm giác. Cho nên chúng ta không được là xem một bài giảng để chúng ta giảng. Tôi đi truyền lại giảng sư giảng phụ cái thời điểm, nhất định phải có nhiều hoạt động. Cho nên là giảng sư giảng bài là chúng ta phải hoạt động với ban biên nhiều một chút. Tôi đi đánh khai cái PowerPoint. Chúng ta mở cái màn hình ra. Mày sao rồi, mày đánh khai rồi. Tôi đi đánh khai cái PowerPoint. À, chúng ta mở cái màn hình ra. Tôi đi phải suy khảo một chút. Chúng ta phải suy nghĩ một chút. Có bên đi chi tiết, tôi đi có thể làm hoạt động. À, cái trong cái đoạn nào chúng ta phải cùng với ban viên để mà hoạt động. Làm hoạt động cái thời, họ thì sẽ thấy thần, thấy cái tinh thần à. Nếu như chúng ta hoạt động với cả ban viên ấy thì bạn biết. Wow, cô giảng sư một trận cao muốn làm được tôi à? À, thì sợ là giảng sư này sẽ hỏi đến chúng ta. Họ có đi căng trương à, phải không? Cái tâm của họ không cho đánh phân cao là không có ngủ nữa. 所以我哋一定要喺準備課程嘅時候，哎呀，邊度係可以做互動嘅，就要加入我裏邊，大家要記住。 À, thế cho nên là chúng ta xem bài là cái đoạn nào chúng ta có thể hộ động để hỏi ban biên, là chúng ta phải thêm vào đó, chú ý vào đó. Cùng với tôi, nhất định phải tìm thêm nhiều câu chuyện. Và chúng ta phải tìm nhiều một cái câu chuyện. Mọi người đều thích nghe câu chuyện. Mọi người đều ai thích nghe câu chuyện. Câu chuyện mới có thể thay đổi họ. À, nếu như câu chuyện thì mới có thể là để mà nhắc nhở mọi người. Nếu chỉ là có lần chỉ có đi thêm được cả. Nếu như chúng ta chỉ có là mà nói cái bài giảng này thôi, người ta không có nghe, không có nhập tâm. Cho nên là toàn bộ đều có quảng cáo. Cho nên là chúng ta đều có thể toàn bộ để nói về câu chuyện. Cho nên là câu chuyện nhất định phải nói rất chính xác. À, để đưa cái câu chuyện này nói để rõ ràng một chút. Họ đi sẽ chỉ hội hấp thu. Thì họ mới có thể là gì hấp thụ được. 所以講道一定要有方法. Cho nên chúng ta giảng bài chúng ta phải nghĩ đến phương pháp. 你要將道理講到入佢哋嘅心裏邊. Chúng ta phải đưa cái bài giảng chúng ta giảng để nhập vào cái tâm của họ. 一講到佢心裏邊, họ就 光明 明啦. À, khi mà nhập vào tâm của họ rồi thì tâm của họ sẽ quang minh. 明嘅嘢都明啦. À, những tất cả thứ mà không hiểu người ta sẽ hiểu. 佢呢堂課就有收穫啊. Thì cái bài giảng này sẽ cho giúp họ cái sự thu hoạch rồi. 我哋做傳題講師一定要咁樣. Cho nên chúng ta làm giảng sư để mà truyền thể là đều phải như vậy. 呢個係我哋嘅責任. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta. 我哋千祈唔能夠話, ai ya, 講完就算數啦, ai ya. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là, giảng xong là xong rồi. 有冇咁嘅情況啊? À, có cái tình huống như vậy không ạ? 澳門都好多講師係咁啊. À, ở Macau cũng rất là nhiều giảng sư như vậy. 哇, 後我一路聽到講課，後我都喺後邊都飆曬冷汗。 À, giảng sư thấy là nhiều vị giảng sư lên giảng bài là mồ hôi đã ướt ra tóc ra hết rồi. 後我係擔心你咁樣講課對班員下一堂課佢有冇信心嚟㗎？ À, thì là giảng sư lo lắng rằng là cái vị này giảng bài như vậy thì ban viên thắng bài học sau họ có đến hay không? 班員冇吸收。 佢下一堂課就冇信心嚟啦. Nếu như ban viên ấy mà không có sự thu hoạch ấy, thì bài giảng sau họ sẽ không đến nữa. 有啲班員打電話嚟. Có ban viên ấy gọi điện đến. 哎呀，下次係如果係嗰個前提嘅，你早啲話俾我聽啊. Nếu như mà cái vị này ấy, để mà giảng bài ấy, thì vị sớm một chút gọi điện cho tôi nghe. 話俾佢聽做乜嘢啊? À, nghe để làm gì hả? À, 話俾佢聽做乜嘢? Để đó người ta nghe để làm gì hả? Không phải. Không phải. À, không đến nữa.
Cũng như có thì tổ quản sĩ cảm thấy đại kiện sĩ là. Nếu như chúng ta làm giảng sư mà làm như vậy ấy, thì là một cái chuyện rất lớn rồi. Nhất định ngày hôm nay thầy đề sĩ này là. À, nếu như nhất định là phải có vấn đề thì người ta mới không đến nữa. Sau đây hầu sinh hoạt động, ấy là hơi phụ cho thời gian. À. Thêm này, không chỉ có mất. À, thì giảng sư mới nói là vì giảng sư này đã bỏ ra một chút thời gian nhưng mà người ta bảo là người ta nghe không hiểu, người ta không biết là giảng cái gì. Cứ giảng có thầy ý kiến à? À, là vị này rất là có ý kiến lớn. Cho dù như thế, ban viên đều nghe được này. À, cái quan trọng ấy là ban viên nghe phải hiểu. Suy nghĩ ra thì có thể đi có cái gì mình biết tại thời gian phong độ thôi. À, cho nên là mình bây giờ mình nói cái điều này không biết là. Ta này đi mà cứ người ta có thể hiểu được, nên coi học cái gì. Nhưng mà người ta hiểu được rằng cái gì người ta nên học. Điều phi thường chi trọng yếu à. Cái này là một cái điều quan trọng. Chúng ta có thể thống sĩ giảng phô cái gì không? Còn điều nữa là khi mà giảng sư giảng bài. Lý giảng cái gì? Mình ấy giảng cái gì á? Thùng lý chỗ cái gì tôi dùng nhất rồi. Thì á cùng với là việc làm mình ấy là trong ngoài phải học nhất. Chứ là nếu có hồi ra hay là giảng ngắn chuyên sĩ trọng đồng. À, như là bây giờ mình nói đến tôn sư trọng đạo. Ở đây giảng viên chuyên sĩ trọng đạo hay lọt rồi phô, ở đây tôi không biết chuyên sĩ trọng đạo. Nhưng mà chúng ta nói xong ấy. Thì chúng ta xuống đến đài ấy, thì chúng ta không có làm được là tôn sư trọng đạo. Tiêu chuẩn à? Như vậy là không phải là tiêu chuẩn. Lý các bạn có cái nội dung cùng lý chủ cái tôi hiểu nhất rồi. Chúng ta ấy, giảng cái nội dung với lại nói phải là cùng với nhau. Tôi đi giảng phổ cái sự, hữu đa sự tôi hiểu trong sư tôn sư mẫu. Chúng ta nói bài khi mà giảng trong bài giảng thường nói đến sư tôn và sư mẫu. Cô có ta hành xuyên nhận hoa rồi. À, là nói đến cái sự hy sinh của sư tôn và sư mẫu. À, giống như tôi đi sell tôi đi. À, đạo trường cái bản thải. À, và gì à, là nói đến là gì bán những các cái đồ ở trong đạo trường ấy. À, ở đây đạo trường giống giống như một cái bình thải cũng vậy. Như là ở trong đạo trường ấy như là một cái hàng hiệu vậy. Vậy nên cái bản thải đều là mỗi một vị giảng sư thân trường. Cho nên là mỗi một cái hàng hiệu này đều là ở trong cái thân người giảng sư. Ở đây chỗ đó tốt. Chúng ta làm được tốt. Nhân đi tao nói đi cái bản thải tốt à. À thì là người ta nói là ở cái hàng hiệu của vị rất tốt. Nếu chúng ta không tốt. Nếu như chúng ta làm không tốt. Nhân đi nếu không có tác dụng tốt à. Thì người ta không có biết được là đạo này tốt. Ở đây sao hay đại biểu đạo trường hay cái bản thải. Cho nên chúng ta đại biểu một cái hàng hiệu ở cái đạo trường. Thì mà tôi yêu tổng tác chuyên sư trọng đạo. Chúng ta phải hiểu được tôn sư trọng đạo. Tại các chuyên sư mà gọi là chuyên sư trọng đạo. Mọi người có hiểu được thế nào là gọi là tôn sư trọng đạo hay không? Mày chẳng hay chuyên trọng chỉnh bình cái gì. Không phải là tôn trọng những cái người bên trên. Phải là hay có thể đạo trường thành trưởng cái quá trình trong trong. Ở đạo trường trong cái quá trình mà thành trưởng. Lần cao phong trò của họ để thành trưởng cái. Để có thể giúp đỡ được tất cả mọi người thành trưởng. Họ để tôi yêu tổng tác chuyên trọng. Chúng ta đều phải tôn trọng người ta. Đây gọi là điều chuyên sư. Đây gọi là tôn sư. Đại ca đã có nghe không ạ? Mọi người cảm thấy là giảng sư nói đúng không ạ? Nhưng mà có thể hay đạo trường thành trưởng của quá trình, hầu đa người đều bao mỏng của tôi cả. Bởi vì chúng ta khi mà ở đạo trường chúng ta thành trưởng được là rất nhiều người giúp đỡ chúng ta. Cho nên chuyên sư trọng đạo hay sáu đạo kỹ sĩ à? Cho nên là cho tôn sư trọng đạo chúng ta phải thủ giữ đến khi nào? À? Sáu đạo số tiếp tỏ. À? Tiếp tỏ. Coi em. Giống như sáu chân hậu à cũng giống như là chúng ta thanh khẩu vậy. Sáu đôi hậu. Chúng ta phải thủ đến cuối cùng. Đi chuyển chuyên sư trọng đạo. Thời thời khắc khắc chúng ta đều phải á giữ được là tôn sư trọng đạo. Này cái phi thường chi trọng yếu à. Đây là vô cùng quan trọng. Thì mà tôi đi làm giảng sư cái. Chúng ta làm một vị giảng sư. À, tôi đi nhất định phải có từ bi cái tâm. Chúng ta đều phải có cái tâm từ bi. Có khiêm bi cái tâm. Đều phải có cái tâm mà gì để mà khiêm tốn. Trang hậu học thầy khỏi trở lại. Để đưa những cái hậu học ở dưới để tăng lên. Nếu có lấy cố cố trở sang. Nếu như mình chỉ có cao cao chặt tại thượng. Nhân đây tôi đi đúng à trung nhị à. Người ta nhìn thấy mình người ta không thích mình. À, rồi hoặc là nếu mà tôi đi tâm nội bên à không đồng đắc khiêm bị. Và cái tâm của chúng ta không hiểu được để mà khiêm tốn. Giáo chấp trước. À để mà chấp trước. À có những giảng sư đó, cứ lẩm cứ lẩm cái gì đó à hay là có đi trộm cả. À có những vị giảng sư ấy là nghĩ đến là không có chính niệm mà là sai à. Họ đã tâm trong, ấy à, tôi thầy quay rồi, học học xong này chỉ cái đó không có cái công tác luôn. À là nghĩ rằng á, bây giờ tôi đề thăng họ học lên thì tôi không có cái công việc để mà làm. Đúng một tí giảng sư cũng làm phật à? Có những giảng sư như vậy không? Ấy à, họ xuống rồi này, tôi đi công tác cũng không có, không có hành công luôn. Nếu tôi đưa vị này lên thì tôi không có cách nào để hành công nữa. Có một cái sản phẩm à? À có một cái à? Như thế không ạ? À, tôi yêu kiên trì. Chúng ta phải nên nhớ. À, tôi sinh một vị giảng sư. Chúng ta là một vị giảng sư. Yêu giúp đỡ tất cả những hậu học, chúng ta phải giúp đỡ tất cả những hậu học để mà đề thăng.
我哋唔係話，哎呀，我哋翻嚟永遠都做住呢樣嘢。chứ không phải nhá, chúng ta bảo là chúng ta vĩnh viễn chúng ta làm ở đứng ở cái chỗ này. Làm đến lúc mà chúng ta đi rồi chúng ta vẫn làm. Làm đến lúc mà chúng ta đi rồi chúng ta vẫn làm. Này cái thằng hổng, này cái thằng hổng, chán à. À như thế là rất là kém à. Nếu như chúng ta là một vị ưu tú. Thông qua tôi, tôi thay quầy. À thì là gì? À đã thông qua. Chứ. Thành trình của sáng này thì chúng ta là gì đề thăng người khác lên và chúng ta có thể giúp đỡ người ta. Khởi bị chỉ cái cần ai yêu sầu à thì chị á lấy chồng ai yêu sầu là thì người ta giỏi rồi thì mình là mình là người giỏi hơn. Vậy thì tôi thì một người làm việc không làm không sai cả. Cho nên là một mình làm không thể nào làm hết được. Vậy thì tôi thì phật thầy cũng có những giảng sư. Bởi vì ở phật đường ấy có những vị giảng sư. Phan thầy này đều chủ sống. À là về đến nơi là nấu nấu thức ăn. Ê, 10 năm trước là chủ. À 10 năm trước cũng là vị nấu. 10 năm sau cũng là cái đầu chủ cảnh. 10 năm sau vẫn là vị là đầu bếp. Sáng chủ đến khi? Thì muốn nấu đến bao giờ? Sáng chủ đến khi? Muốn nấu đến bao giờ? Chủ đến chỗ. Nấu đến khi nào á? Về chỗ. Ê à, lấy phải đâu chứ không người chủ. Khi mà mình về chỗ rồi không ai nấu. Cảm giác đại chuyện gì lắm. Như vậy thì là một việc rất lớn. Nhất sinh trong trung đều không thay thay qua học học. À là gì cả một đời không có đề thăng hậu học, không có giúp đỡ người khác, không có giúp đỡ người khác để mà có thể là tiếp lối mình. Cho nên chúng ta làm giảng sư phải có cái tâm khiêm tốn. À thì bà đưa hậu học lên thì họ mới có thể học sâu đầu và chúng ta học đạo tu đạo. Cho nên chúng ta hiện tại là giảng sư. Tuy nhiên là chúng ta bây giờ là giảng sư. Tôi có, đại gia là mày có có mấy cái trường trung học. À, có phải là chúng ta vẫn còn phải học không ạ? Có không? Có mà. À? Có. Thái đa là. À, rất là nhiều. Tôi, tuy nhiên là giảng sư, nhưng mà còn có nhiều thứ không biết. À, là chúng ta là giảng sư rồi, nhưng mà có rất là nhiều chỗ chúng ta chưa hiểu. Không biết cái gì, tôi yêu điểm nào? Nếu như chúng ta chưa biết thì chúng ta phải làm như thế nào? Yêu học à? Phải hỏi. Cái bạn học cái gì, yêu có cái gì tâm? À, thì khi mà chúng ta muốn học ấy, thì cái tâm của chúng ta phải như thế nào? Phải hỏi. Hả? À? Phải hỏi. Yêu có cái gì sao? À, thì có cái tâm như thế nào à? Yêu khiêm hơi à. À, chúng ta phải khiêm tốn. Yêu chương chỉ cái sân tuyển phòng hả? À, là phải bỏ cái tâm của chúng ta buông xuống. Ây da, nếu lấy cô cô trò sợ. Nếu như chúng ta cao cao tại thượng, nhân đế đâu không dám cao lên à? Thì là người khác không có muốn dạy chúng ta rồi. Giờ tôi đi đạo trường có 10 tổ vận tác. Như là ở đạo trường chúng ta có 10 tổ vận tác. Có không ạ? Lý tham gia trong nhiều tổ? À, chúng ta tham gia vào tổ nào ạ? Lý có tham gia trong nhiều tổ? À, chúng ta tham gia vào mấy tổ? À, một cái tổ. Một tổ. Một cái tổ. À, một tổ. Hai cái tổ. Hai tổ. Tôi đi tổ đều dùng. À, tổ tổ chúng ta đều phải học. Giảng sư tổ tổ đều học. Các giảng sư là tổ tổ đều phải học. Học học không phải chiêu đãi tổ. Giảng sư không phải là tổ tiếp đãi. Tôi đi học tổng đắc điểm như đẩy một cái bôi, đẩy một mồ cắt. Nhưng mà giảng sư không hiểu được là phải tiếp đón phải một cái khăn và một cốc nước. Học học giảng là giảng sư xuống đài cái gì hậu. À, giảng sư khi mà là giảng bài lên đài. Học học tôi có đi tiền hiền đều đưa một cái cho họ. Bởi vì có tiền hiền á, là đưa khăn lau tay cho giảng sư. Đều đưa tuyên trà cho họ. Và đưa trà cho giảng sư. Nếu họ làm không tiêu chuẩn thì họ đều phải cùng họ nói. Nếu như họ làm chưa đủ tiêu chuẩn, giảng sư á sẽ nói với họ. Nếu tôi cũng không biết thì tôi làm cùng họ nói. Nếu như giảng sư không biết đi thì mình nói dạy thế nào với họ. Cho nên tôi tổ tổ đều phải học. Cho nên tổ tổ chúng ta đều phải học. À, làm một cái giảng sư. Làm một vị giảng sư. Yêu nhập được chủ phòng. Phải biết được vào được bếp. Xuất ra đèn thờ. À, và gì đứng lên bài giảng. Lý học được nhiều đó. À, và chúng ta học được càng nhiều. Lý hành công liễu nguyện cơ hội xin chỉ đó. Thì chúng ta hành công liễu nguyện cơ hội hành công liễu nguyện mới càng nhiều. Đại gia hoàn mày. Chúng ta có cảm thấy đúng không ạ? Cho nên, tôi đi nhất định yêu phong hạ chỉ cái sân tuyển. Cho nên chúng ta phải buông xuống cái tâm của chúng ta. Lý, nếu tôi đi học lại một cái tổ cái sao? Nếu như khi mà chúng ta học vào cái tổ khác. Lý, rồi làm cái gì bắt đầu? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải làm thế nào? Yêu từ tổ viên khai chỉ à? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải làm tổ viên à? Lý, không nghĩ vậy chỉ là giảng sư. Chúng ta đừng có nghĩ là tôi là giảng sư. Nhất định tôi đi học, ai tôi yêu bị cái tổ trưởng tôi làm. Thì là nhất định tôi phải làm tổ trưởng. Bị cái tổ trưởng này làm, bạn sẽ làm. Nếu như cho chúng ta làm tổ trưởng, chúng ta có biết làm hay không? Lý, nhất định phải từ tổ viên học hệ à? Chúng ta phải từ tổ viên chúng ta học lên.
井井有條學好咗，跟住先至可以點樣啊？帶動去做組長啊！Thì ở chỗ nào chúng ta cũng học biết rồi, sau đó chúng ta mới thăng lên làm tổ trưởng được. Học mấy cái đều có cái quá trình à? Học cái gì chúng ta cũng phải qua cái quá trình này. Đại gia hòa được không? Mọi người có cảm thấy đúng không ạ? Vậy thì tôi đề giảng sư nhất định phải nắm thời gian. Cho nên là giảng sư phải nắm bắt thời gian. Hồi xưa tôi ở bên đó cùng đi Việt Nam cái tiền hiền kể. Nhưng lúc nãy giảng sư ở trong giảng sư cũng cùng với các tiền hiền ở Việt Nam. Đại gia đều là trong Việt Nam Việt Nam khai phong à? Mỗi một người đều có cơ hội về Việt Nam để khai phong. Khai phong Việt Nam khai phong. 最重要你哋身上乜嘢都要裝備好。Thì chúng ta về Việt Nam khai phong rồi thì trong thân chúng ta cái gì chúng ta phải biết. Mỗi cái đều học được tiêu chuẩn. Cái gì chúng ta phải học được tiêu chuẩn. Nếu học được không tiêu chuẩn. Nếu như chúng ta học không đủ tiêu chuẩn. Bạn giáo học cũng không tiêu chuẩn. Thì chúng ta dạy học học không đủ tiêu chuẩn. Vậy thì hãy ôm cái thời gian. Cho nên là trong cái đoạn thời gian còn ở Macau. Tuyệt đối không được lãng phí. Chúng ta đừng có lãng phí thời gian. Quá nhiều để học à. Rất là nhiều thứ phải học. Nhưng mà hiện tại chúng ta có rất nhiều giảng sư. Nhưng mà ở đạo trường thì có rất là nhiều giảng sư. Họ thi xong giảng sư. Thì khi mà thi xong giảng sư. Thì giống như giải quyết rồi. À, là xong rồi. Hoàn thành rồi. À, hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi. Không có thể thăng lên. À, không có để thăng lên. Có một cái tình hình. Có tình hình như thế mà, có tình hình như thế mà. Họ giảng sư trước khi học rất là nỗ lực chuẩn bị tam bảo. À, trước khi mà thi giảng sư ấy. Rất là nỗ lực để chuẩn bị tam bảo. Nỗ lực xuất để học cái phần biểu văn. Và rất là nỗ lực để viết biểu văn. Thả rồi chi hậu. Khi mà thi xong rồi. Giảng phổ đâu không phải giảng à? À giảng bài cũng không giảng nữa. Vì chỉ là lấy được cái giảng sư cái. Bởi vì tôi đã làm chức giảng sư rồi. À, tôi đã làm chức giảng sư rồi. Đại đại trong này cái gì cũng không biết. Nhưng mà cái gì cũng không biết. À, thằng mà nghe được một cái tin tức. À, hôm qua giảng sư có nghe một cái tin tức. 10 năm cái giảng sư à? Mười mấy năm làm giảng sư. Pha lỗ đâu không biết. À, pha lỗ đâu cũng không biết. Pha lỗ đâu không biết. À, là sao? Pha lỗ không biết. Cái này là đầu tiêu sinh vật này à? À, đây là vì đang nói là đây là nói có thể nói lên một cái thời sự được à? Nghe được một cái đâu không kinh à? À, nghe thấy giảng sư đều là cảm thấy là giật mình à? Cũng là bài giảng của 10 năm giảng sư pha lỗ đâu không biết. À, là rất là chuyện lớn à, làm giảng sư mười mấy năm đến hoa lú cũng không biết. Chỉ ngày xích thâu lộ, chủ phàn thâu lộ. Chỉ có biết là gì? Là lấu cơ mà mới. Chỉ ngày xích chủ phàn thâu lộ á. Chỉ biết là mở cái bếp ga của lấu cơ. Cô lộ là không thích. Nhưng mà cái lò lư lệ thì không biết. Cũng là đại chuyện gì à? Đây là một việc rất là lớn à. Tôi có xin mất đồ sẽ. Cho nên chúng ta làm giảng sư là cái gì chúng ta phải biết. Đúng rồi. Cùng với sau đó chúng ta phải nhận lý thực sâu. Cho nên là chúng ta tu đạo hay là chúng ta phải nhận lý thực tu. Tôi thì đại gia đều là giảng sư rồi. Mọi người đều là giảng sư rồi. Nghe cái đạo lý cũng không ít. Nghe đạo lý cũng không có ít. Quan trọng là nghe rồi đạo lý sau đó chúng ta phải quán thông. Cho nên nhưng mà khi chúng ta nghe đạo lý rồi chúng ta phải quán thông. Nếu không mình lý là khó làm sâu tu cả. Nếu như chúng ta không có minh lý thì chúng ta rất là khó tu. Nếu không mình lý là nhiều tình, nhiều vấn đề phát sinh cả. Nếu như chúng ta không minh lý thì rất là nhiều những chuyện phát sinh. Trước khi sâu tu có mổ, thượng thiên có mổ khảo nghiệm à? Ngày trước tu đạo ấy, ơn trên có khảo nghiệm không ạ? Có mổ. À, thượng thiên trước khi, cổ thời hậu đều có khảo nghiệm, sâu tu người đều có khảo nghiệm. Ngày trước cổ xưa, ngày trước thời cổ đại là tu đạo cũng có khảo nghiệm. Nhưng mà cái thời hậu thượng thiên đều có. Nhưng mà bây giờ là tu đạo ơn trên cũng có nói. Tôi thì là điểm nào khảo nghiệm? Thì khảo nghiệm như thế nào? Điểm nào? Đại gia chuyện gì? Chỉ nhân chi sư. Hả? Mẹ? Chỉ nhân chi sư. Đúng rồi. Chế nhân chế sư khảo nghiệm. À, mượn người mượn sư để mà khảo nghiệm. Mấy cái chế nhân chế sư à? Thế nào gọi là mượn người mượn sư? Chào hai phát tôi để phát thòng. Đó là về đến Phật đường. Đại gia hữu sinh mổ xa à? À, mọi người nói với nhau mấy câu rồi á, là gì? Bích bích với nhau. Cảm giác này khảo nghiệm à? Đây là như thế để khảo nghiệm. Cho nên tôi cái đạo lý tôi nhất định hiểu chi. Cho nên cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nghe. Nếu như bạn đến cái đạo lý bạn cũng không hiểu cái. Nếu như đến cái đạo lý này chúng ta không hiểu được. Lấy phan đồ lý Phật học. Chúng ta về đến Phật đường. Cùng kỳ ta nhân nhất mổ xa. Thì về đến xích bích với người khác. Lý tâm nội bên trong không bình hằng à? Thì tâm của chúng ta không có bình hằng rồi, không có bình thường rồi. Lý tâm kỳ sầu là. À là nhớ những các cái lời nói đó. Vĩnh viễn cũng không nói chuyện là. Thì từ sau tôi sẽ không cùng vị nói chuyện nữa. Lý tâm nó dài sâm sàng à? Vĩnh viễn tôi sẽ để trong tâm.
công. Có người như vậy không ạ? Có người như vậy không ạ? Ôi là, lấy sau đầu cái đầu dòng dịu dịu chặt à? Thì cái con đường tu đạo của mình càng ngày càng xuống dốc. Nhưng mà lấy suy suy tôi muốn tài thùng thì thay đổi tôi muốn là bộ thật. Thì bởi vì chúng ta mỗi một lúc ấy là đều là có va chạm với người khác. Ồ, các nhận thông tôi gọi, thế nhận thông tôi gọi, hậu nhận thông tôi gọi, cô cũng phải gọi. Hôm nay tôi cùng chị nói chuyện, ngày mai tôi cùng chị nói chuyện đấy, cho nên là người không nói chuyện lấy đó. Lấy sau tôi cái đầu dầu gì dầu gì chặt à? Thì càng ngày con đường càng xuống dốc rồi. Ở đây ngủ xuống bộ thật rồi, cho mình ngủ bài cái xong rồi. Chúng ta khi mà có chuyện gì với nhau, chúng ta tâm đừng có để chuyện ý trong tâm. Đúng, đúng, chúng ta có hiểu được không? Bây giờ, tại hệ xâm đồ chồng mới thầy sinh là. Nếu như chúng ta để những cái chuyện đó trong tâm, không phải chúng ta để thăng bằng. Bồ duyên không tại hệ xâm đồ xin chỉ lần cho thầy sinh à. Nếu như những cái mài luyện chúng ta đừng có để trong tâm ấy, thì chúng ta mới có thể để thăng. Tại gia có thầy thùng sâu. Bởi vì mọi người đều là đồng tu. Vậy, ở đây xin thầy không kỳ sọ. Chúng ta đừng có nhớ cái mối hận mối thù. Ở đây phát đồ đề Phật thòng. Chúng ta về đến Phật đường. Ở đây cũng không hỏi tha dù đô sự tình. À, chúng ta đừng có gì để mà va chạm. Dù đô sự tình xin chỉ lần cho thầy sinh à. Nếu như chúng ta gặp những cái chuyện đó thì chúng ta mới đề thăng được bản thân mình. Lấy xin chỉ chỉ đô chỉ cái khổ hậu à. Thì chúng ta mới biết được cái hỏa hậu của chúng ta như thế nào. Lấy xin chỉ đô chỉ cái khổ tạ à. Thì chúng ta mới tự biết được những các cái thói hư tật xấu của mình như nào. Lấy, dù có lấy mỗi dù đô sự tình. Nếu như chúng ta không gặp những cái việc gì đó, lấy không biết chỉ cái khổ đô biên độ. Thì chúng ta không biết được chúng ta đã đi đến đâu. 所以唔需要担心如是. Cho nên là chỉ có một chuyện mà chúng ta cần phải lo. 最重要就系遇到事点样处理事. Là chúng ta khi mà gặp vào những chuyện gì chúng ta phải làm thế nào để xử lý cái chuyện đó. 我哋要讲道理嘅时候. Khi mà chúng ta giảng đạo lý. À, 将道理显示喺身上. Thì đưa cái đạo lý này để mà hiển hiện lên cái thân của mình. 好似一部经典. Ví dụ như là một cái bộ kinh điển. Tôi thấy quan trọng nhất không phải thích đọc, không phải thích buồn. Không phải cái quan trọng là không phải là chúng ta thích muốn đọc. Quan trọng nhất là cái kinh điển điểm như ở thân trong mình hiển hiện ra. Chúng ta phải biết được rằng trong cái bộ kinh này nó có cái ý nghĩa như nào và hiển hiện lên trên cái thân của mình. Bạn thấy thấy, tôi đi lão tiền nhân Bạch Thủy Thánh Đế. Chúng ta xem à, Bạch Thủy Thánh Đế của chúng ta. Cậu chính là có thể một bộ Vũ gia cái kinh điển. Hiển thị ở thân trong. Na bi đề cái bộ kinh điển để hiển hiện lên cái thân của mình. Bạn thấy thấy, tôi đi tiền nhân Bất Hữu Thức Bồ Tát. Chúng ta xem là tiền nhân Bất Hữu Thức Bồ Tát. Cậu chính là có thể làm được điểm như thế nào để Bồ Tát hiển hiện thân trong. Na bi đề những cái gì có thể là để làm một vị Bồ Tát bị hiển hiện trên thân vị. Ở thì, nếu như bạn hôm nay muốn hiểu được Bát Hậu Kinh, muốn rõ Bát Hậu Kinh nói cái gì? Như là hôm nay chúng ta hiểu được rằng cái Bát Hậu Kinh người ta trong đó người ta nói cái gì? Không phải là quan trọng. Cái không phải là giảng kinh là một cái quan trọng. Lấy điểm như vậy hào thuận xin là quan trọng. Ta cái quan trọng là chúng ta phải hiếu thuận mới là quan trọng. Vì vậy, tôi đi giảng sư đọc kinh điển, tôi đi hiểu giải, yêu trang kinh điển hiển hiện ở thân thượng. Cho nên chúng ta đọc kinh giảng kinh là chúng ta phải đưa cái kinh điển hiển hiện trên thân chúng ta. Lấy cho hay một kinh điển à? Thì chúng ta sẽ là kinh điển rồi. À, đại gia có bạn đạo. Mọi người có bạn đạo không ạ? Có. Tôi đi đại gia đều có Phật học. Mọi người đều là có Phật đường. Tôi đi sang mày giảng sư. Chúng ta là một vị giảng sư. Tôi đi nhất định dùng lỗ kinh. Chúng ta phải dùng cái gốc. Để giúp đỡ tôi đi Phật Đường điểm như khai thông đạo vụ. Để đưa cái đạo vụ làm thế nào để giúp đỡ đạo vụ ấy có thể phát triển được đạo vụ. Cùng với bàn đạo cái quá trình. Khi mà trong quá trình bàn đạo. Quan trọng yếu cái không phải là bàn hội đi trường đạo. Không, cái quan trọng là không có phải là bàn xong đạo. Quan trọng yếu là bàn đạo cái quá trình có mấy hiển thị đạo khí. Cái quan trọng ấy là khi mà cái bàn đạo ấy có hiển hiện được cái đạo khí lên không. Hôm nay có nhiều bạn thành viên phan đi bàn một trường đạo. Hôm nay có rất là nhiều bạn nhân viên đến để bàn cái trận bàn đạo. Đông cầu đạo nhân đi cầu đạo. Rất là nhiều người đến bàn đạo. Wow, bàn sự nhân viên chồ chồ chảo chảo, lại không chuyên nghiệp. Thì bàn sự nhân viên ấy là gì? Là nói nhiều và không có chuyên tâm. Chô luyện bạc xuất. Làm ấy thì làm sai. Đại gia hoài mô đồ hệ. Thì mọi người cảm thấy có đạo khí không? Mô đồ hệ á. Không có đạo khí à? Cầu đạo nhân thấy đâu kìa. Tuy nhiên, họ không biết bàn đạo, nhưng mà họ thấy được. Các bạn ở đây cũng không biết làm gì. Thì là cái người mà đến cầu đạo hôm nay, người ta tuy nhiên người ta không hiểu, nhưng người ta không biết là mình ở đây để làm cái gì. Hiển hiện đạo đạo cái tôn quý. Không có hiển hiện được cái tôn quý của đạo lên. Hậu thêm điểm thiền sư nói. Thì là giảng sư có nghe điểm thiền sư nói. Họ đi đến Thượng Hải để bàn đạo.
跟一個講師兩個人辦到。啊，那第一步每門別講師是兩個人辦到。點傳師又要做埋上下執禮。啊，點傳師不是男同學執禮。但係辦完啲場道。因為辦上道。口道人話好莊嚴。Thì á, người cầu đạo người ta nói rằng rất là trang nghiêm. 所以辦到呢個過程最重要就係有冇顯示我哋道氣。Cho nên là trong khi bản đạo ấy là làm thế nào mình để hiển hiện cái đạo khí lên. 我哋講師身上其實你要去到邊度都要有道氣。Cho nên là chúng ta làm một vị giảng sư đi đến đâu cũng phải có cái đạo khí hiển hiện đến thân chúng ta. 所以如果我哋一位講師，chúng ta nếu như chúng ta làm một vị giảng sư，你能夠學道、修道、講道、辦道，chúng ta có thể là học được học đạo、tu đạo、bàn đạo， 都做得好嘅話，chúng ta đều có thể làm được tốt。你行道就能夠做一個標準，thì chúng ta hành đạo là một người tiêu chuẩn。你就能夠引導後學。Thì chúng ta có thể dẫn dắt được các hậu học. Hậu học 就是在你身上學得標準。Thì những các hậu học đều học những các cái tiêu chuẩn trên thân chúng ta. 所以我們的責任重不重啊？ Cho nên trách nhiệm của chúng ta có quan trọng không ạ？ 有，我們身為一位講師，chúng ta là một vị giảng sư. 好，Phật喺翻到佛堂裏邊，khi mà chúng ta về đến Phật đường， 哎，好多後學都睜大雙眼嚟睇住我哋。啊，那rất là nhiều những hậu học ấy là mở to mắt ra để nhìn chúng ta。喺側邊就慢慢睇佢點樣做。啊，那ở bên cạnh ấy nhìn xem vị làm như thế nào。佢嘅脾氣係點樣？啊，cái thói hư của vị như thế nào？喺度咁樣睇嚟，一路睇一路學。啊，那vừa xem chúng ta và vừa học。哎呀，你表現得好。啊，nếu như chúng ta biểu diễn được tốt。佢就學得好。Thì họ sẽ học điều tốt của mình. Wow, nếu cái thói hư tật xấu Nếu như cái thói hư tật xấu của chúng ta rất là lớn, cái tính khí của chúng ta thấy người khác người bên, cái hình tượng rất là xấu. Thì người ta nhìn vào mình thế là người ta không có tôn trọng mình nữa. Có một cái tình hình. Có tình hình như vậy không ạ? Chúng ta phải cẩn thận nhận định à? Cho nên là chúng ta đều phải cẩn thận. Được rồi, vậy chúng ta phải cẩn thận nhận định à? Cho nên là chúng ta đều phải cẩn thận. Được rồi, cho nên là các giảng sư chúng ta khi mà một mình chúng ta phải rất cẩn thận. Một người cái thời cùng nhiều người cái thời đều không giống nhau. Là khi mà một mình cùng mãi nhất tất cả với mọi người đây là đều phải giống nhau. Đều phải một mẫu giống. Đều phải là giống nhau. Này cái là thần độc cái công phu là. À đây ấy, là một cái công phu ấy mà độc thân. À, có người thấy được cái thời đấy, vậy tôi đều ngồi rất là đoan trang. À khi mà có người ấy, thì chúng ta ngồi rất là đoan trang, bị bỏ cái túi ra. Có người thấy được cái gì, tôi ngồi rất là đoan trang. À khi mà có người chúng ta ngồi rất đoan trang. Thấy được cái gì, tôi ngồi rất là. Khi mà không có người thì chúng ta ngồi bắt chân chéo hú. Có người thấy được tôi ngồi đoan trang. À có người chúng ta ngồi đoan trang. Chú cho tôi cũng phải đoan trang. Cho nên là có người hay không có người, chúng ta làm bất kể một việc gì đều phải đoan trang. À, cùng mà tôi phải tri ân báo ân. Chúng ta phải tri ân và báo ơn. Hôm nay tôi sinh là một vị giảng sư. Bây giờ hôm nay chúng ta làm một vị giảng sư. À, 在內在外我哋都沾到天恩師德。À, là ở trong ở ngoài đều chúng ta được chiêm được thiên ân sư đức. 上天俾到我哋呢個立場。Là ơn trên cho chúng ta cái đạo trường này. 有更大嘅行功了願機會。Chúng ta càng được cái cơ hội hành功了願lớn. À, 俾到我哋更大嘅立場行功。Để cho chúng ta càng có thể có cái cơ hội hành功了願nhiều. 再到場嘅外邊。Còn ấy, ở ngoài đạo trường. Tôi cũng đều chiêm được thiên ân sư đức. Chúng ta đều được chiêm được thiên ân sư đức. Giống như cầu điện. Như là năm ngoái. Hậu bà ba cháu là. Là bố của giảng sư đã qua đời. Đạo trường có nhiều người qua đây, xong đến cuối cùng. Là rất là nhiều người ở đạo trường đã đến để đưa bố vị tiễn đưa bố vị về cuối. Bố vị bàn cầu biệt sinh. À và để gì à, làm lễ tiễn biệt. Bố bà ba cũng chỉ là cầu đạo không sâu đạo à. Nhưng mà bố của vị chỉ có cầu đạo thôi, không có tu đạo. Điểm nào có nhiều người đến xong rồi? Tại làm sao lại có đông người thế đến tiến đường ý? Tại làm sao? Chiêm đồ giảng sư cái quang à. Bởi vì chiêm được cái quang của giảng sư. Trên thiên đối với tôi có cái đại cái à, để giúp đỡ. Bởi vì ơn trên ấy được chúng ta đến giúp đỡ. Nhất thể đều là thiên ân sư đức. Tất cả đều là thiên ân sư đức. À mà mà. Có đúng không ạ? À, cho nên tôi phi thường chi cảm ơn. Cho nên chúng ta vô cùng là cảm ơn. À, tôi yêu tổng đắc tổ đạo trường cái nhân tài. Chúng ta phải hiểu được là một nhân tài của đạo trường. Phật phòng cái công năng. Là ở làm một cái chiếc cột chiếc kèo của đạo trường. Điểm truyền sư cái kiều lượng. Và cũng là một chiếc cầu bắc của điểm truyền sư.
道親的典範，và là một cái điểm phạm của đạo thân, 同埋做眾生的服務員， và cũng là một phục vụ viên của chúng sinh. 因為我哋翻嚟行功了願，bởi vì chúng ta về đến đây để hành công nhiễu nguyện, 啊，幫助眾生，giúp đỡ chúng sinh. 我哋每一個都係要點樣服務眾生。Chúng ta mỗi một vị đều là phục vụ viên của chúng sinh. Học tập có 10 tổ vận tác. Là học tập 10 tổ vận tác. Đều là vì cái gì ạ? Đều là vì cái gì ạ? Đều là vì có thể phục vụ chúng sinh. Đều là vì là phục vụ chúng sinh. Hôm nay khai bát có bạn sự nghiệp, đều là để phục vụ chúng sinh. Hôm nay mở lớp, chúng ta đến để phục vụ đây cũng là phục vụ chúng sinh. Vậy nên tôi giảng sư giống như một 7-Eleven. À, cho nên là giảng sư ấy cũng như là một cái quán là 7-Eleven, cái quán là 24 giờ vậy. 7-Eleven là cái gì ạ? À, là cái quán là phục vụ 24 giờ là như thế nào ạ? Hả? 24 giờ phục vụ ạ. Là 24 tiếng đồng hồ đều phục vụ ạ. Là 24 giờ phục vụ cái ý gì ạ? Là cái ý nghĩa là 24 tiếng đồng hồ đều phục vụ ạ. Đồ sáng đã điện thoại cho tôi. À, đạo thân gọi điện thoại cho chúng ta. Wow, 夜晚十二點啊！啊，那會對會嗨咗。喂，聽聽日先講啦。啊，那你咪咁耐嚇。係咪啊？我講啊。咁你就唔係服務眾生啊？因為其實就講係啦，服務眾生咗。講師係廿四小時服務嘅。啊，上書嗱，24小時喎，你會服務。誒，如果道親或者眾生打電話俾你。Nếu như chúng sinh hoặc là đạo thân gọi điện cho chúng ta。請你幫忙啦。啊，得叫我幫到。你應該係好開心啊！thì chúng ta phải nên là vui vẻ. Nếu làm cao phục vụ chúng sinh. Thì chúng ta càng có thể có cơ hội để phục vụ chúng sinh. 就等于有机会成全佢啦。À, là chúng ta có cơ hội để thành toàn người ta rồi. 讲师系冇休息时间嘅。Giảng sư là không có thời gian để nghỉ ngơi. 系24小时服务噶。Là 24 tiếng đồng hồ để phục vụ. 后我听过一个讲师讲。À, giảng sư có nghe một vị giảng sư nói. À, cái người đạo thân, họ không phải gọi điện thoại cho anh. À, có một vị đạo thân không phải gọi điện cho anh. Họ phát bình thư cho anh. Là gửi thư cho anh. Wow, phát thành 40 điều, thành phân chung. À, là gửi 40 tin nhắn. Phát thành 40 điều, bình thư cho anh, thành một, mỗi điều đều một phân chung. Là gửi 40 tin nhắn, mỗi một tin nhắn là một phút. Hổ đa điểm, hổ đa phiền não, hổ đa khổ. Là có rất là nhiều phiền não, rất nhiều nỗi khổ trong tâm. Nếu có một vị đạo thân như vậy phát cho anh, anh làm sao? Nếu như là đạo thân gửi cho chúng ta thì chúng ta phải làm thế nào? Hả? Em ạ. Wow, khó khăn quá. Chúng ta bỏ số quá hả? Hả? Wow, khó khăn quá, có 40 điều à. Ôi, phiền quá, 40 tin nhắn à, phiền quá à. Có à. Ờ, thì bạn sẽ không thể phục vụ được chúng sinh. À, nếu như chúng ta như vậy thì không thể nào phục vụ được chúng sinh rồi. Tôi giảng sư phải làm gì? Từng điều từng điều nghe rõ ràng. À, là chúng ta là giảng sư, chúng ta phải từng đoạn tin nhắn nghe cho rõ ràng. Bạn phải hồi phục họ. Chúng ta phải là hồi lại tin nhắn cho họ. Bạn hồi phục họ mỗi một vấn đề, họ đều biết bạn có bao dụng tâm. Khi mà chúng ta hồi lại tin nhắn cho họ mỗi một cái vấn đề thì họ có biết được rằng chúng ta có dùng tâm hay không? Lý phu hiện họ, họ đều thấy được, nghe được. Nếu như chúng ta chỉ có trả lời qua loa cho xong việc ấy, thì người ta nghe, người ta cũng hiểu được. Lý làm là câu thành thiện chúng sanh, trời thấy lý ở bên trong lòng. Cho nên là chúng ta có thể là gì thành toàn được đạo thân hay không là nhìn vào cái năng lực này của chúng ta. Tôi đi sang một vị giảng sư. Chúng ta là một vị giảng sư. Vĩnh viễn đều sẽ gặp được cái chuyện này. Thì vĩnh viễn đều là sẽ gặp có cái chuyện này. À, bạn có chúng sinh cùng bạn, à, có đạo thân hoặc là có chúng sinh cùng bạn thọ phụ suy thì. À, nếu như có chúng sinh hoặc là có đạo thân để mà nói chuyện với chúng ta. Hay hữu sự định hay sự. Đây là một cái việc tốt hay việc xấu ạ? Trong sự của chúng ta. Hữu sự à? Hữu sự à? Vì mà tôi đi, bây giờ là điểm nào? À, học tập Bồ Tát đó chủng tinh thần. Bởi vì bây giờ chúng ta học tập tinh thần của Bồ Tát. Quang chúng sinh bạch phủ à. Để giúp chúng sinh thoát khổ à. À, bà. Có không ạ? Nếu như liền chúng sinh cái khổ, bạn cũng không có năng lực để bạch cái, bạn điểm nào thành Bồ Tát à? Nếu như cái khổ của chúng sinh, chúng ta không khổ được thì chúng ta làm thế nào để làm Bồ Tát? Cho nên đại gia đều phải nhớ, tôi là một vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta phải nhớ là chúng ta đều là một vị Bồ Tát. Có một năng lực để chúng sinh bạch phủ. Cho nên là chúng ta phải có cái năng lực để giúp chúng sinh thoát khổ. Lý hữu, lý hữu hữu cảm ơn, ai hà, họ bị cơ hội, họ giúp họ bạch phủ à. Thế cho nên là chúng ta phải cảm ơn là họ đã để cho chúng ta cơ hội để chúng ta giúp họ thoát khổ. Cùng mà, tôi giảng sư nhất định phải thấy trong tôi tự kỷ cái thiên chức. Cho nên là giảng sư chúng ta cũng phải
phải là nhìn xem trọng cái thiên chức của mình. 哎呀, 我们一提拔讲师, 我们身上就多了什么四个字? À, khi chúng ta khi mà đề bạt giảng sư thì trong thân chúng ta có bốn chữ là chữ gì ạ? Đại thiên xuyên phàm. Là thế thiên chuyển hóa. Giảng sư, 大家都好忙啊. Giảng sư mỗi người đều rất bận. 你睇张讲师都好忙啊. Chúng ta xem trong chương giảng sư cũng rất bận. Mỗi一日都好忙啊. Mỗi một ngày đều rất bận. À, 我哋都系得24小时啊. Chúng ta mỗi một người đều chỉ có 24, mỗi một ngày chỉ có 24. 我哋大家都系得一个身躯啊. À, mỗi một người thì đều có chỉ có vậy thôi. 大家都会攰啊. À, thì mọi người đều là mệt. 但系我哋要记住, 我哋要学习点传师嗰种精神. Chúng ta phải học cái tinh thần của điểm truyền sư. 有一次点传师喺大陆开班. Có một lần ấy, là điểm truyền sư ở Đại Lục ấy là mở lớp. 哇，又出去办道, 又要讲课, 走来走去, 全日 走来走去, 未停过. Là gì? Ở bên ngoài ấy, lại gì? À, đi để bàn đạo, rồi đi đi lại lại rất là nhiều. 跟住有一位讲师同我. À, có một vị giảng sư nói với giảng sư rằng Lâm giảng sư à? À, Lâm giảng sư à? Hồi xin à, kinh lý hãy giảng phô lọc lại cái sầu. Wow, đứa sầu mắm 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 À, lúc nãy giảng sư, à, điểm truyền sư vừa mới lên giảng bài. Giảng bài xong anh là điểm truyền sư phải á, là gì? À, bị thay vào cái bàn này đi. Hứa thằng hào có kinh lý hữu bùi à? À, vị thùng cùng với Lâm giảng sư nói là điểm truyền sư rất là mệt à? 做乜会安排咁多事情俾经理啊？ 经理都负荷唔到。啊，但系 sao mà này á gì à, để rất là nhiều việc để cho điểm truyền sư làm như vậy, điểm sư rất là mệt à? 啊，我哋听到都好难过。 À, thì giảng sư nghe thấy rất là buồn. 但系有时经理身担天命。 Nhưng mà điểm truyền sư là trên thân thể bị gánh cái thiên mệnh. 有时啲工作系佢做先至做到。 Thì có những việc ấy thì chỉ có vị mới làm được thôi. 但系点传师从来冇同我哋喺我哋面前讲过一个攰。 Thế cho nên là điểm truyền sư không bao giờ than với chúng ta một câu rằng điểm truyền sư mệt. 大家话系咪啊？ Mọi người có cảm thấy thế không ạ? 点传师年纪比我哋还要大。 Điểm truyền sư ấy tuổi tác đối với chúng ta lớn. 佢付出嗰个精神， 付出佢嗰个体力比我哋还要大。 Nhưng mà bỏ ra những các cái thể lực, các cái thời gian, cái sức lực ấy đối với chúng ta rất nhiều hơn nhiều. 从来都冇讲过喺我哋面前讲过好攰。 Nhưng mà không có bao giờ nói với chúng ta rằng là dạng điểm truyền sư mệt. 我哋好多时我哋 哎呀 完成咗啦， 我哋可以翻屋企休息啦。 À, có những lúc mà chúng ta làm xong việc, chúng ta bảo ờ, tôi làm xong việc rồi, tôi bây giờ có thể về nhà nghỉ rồi. 点传师同我哋讲？ Nhưng mà điểm truyền sư nói với chúng ta rằng 佢仲要办两场道。À, là vẫn còn phải bàn hai lần đạo nữa. 哇，我哋听到都哇，点传师真系牺牲奉献。À, cho nên là chúng ta nghe đi thấy là điểm truyền sư rất là hy sinh phục hiến. 所以今日我哋讲师喺道场可以，哎呀，喺道场可以付出。Cho nên là bây giờ chúng ta là giảng sư, chúng ta ở Phật đường, chúng ta có thể là có thể dùng của mình cái khu thể để thành công liệu nguyện. Để có thể có cơ hội chúng ta thành công liệu nguyện. 我哋大家都唔能够讲攰。Thì chúng ta đừng có nói là chúng ta mệt. 我哋讲乜嘢？ Chúng ta nói thế nào ạ? Phát khí充满. Là phát khí sung mãn. 哇！今日我雖然好攰，但係我好開心，好有價值，好有意義今日。啊，後面仲加咗，對咗喺邊外，即係啊，對領導長真係咩？因為啊，發脾氣嘅話，對真係杯嘢啊，對男啊，我嘅機會成功點嘅？我哋感謝道場，感謝上天又俾機會我哋行功了願。啊，特別感恩道長，感恩啊，恩天助對嘅機會成功點嘅？我哋千祈唔能夠喺後學面前話好攰。Chúng ta đừng có ở trước mặt hậu học nói là tôi rất là mệt. Hậu học thấy được hồi tôi kinh à? Thì những các cái hậu học đằng sau nghe thấy vậy là rất là sợ. Khi biết người ta chấu sang này à? Thì họ làm gì có dám để bước thêm lên trên nữa ạ, đúng không ạ? Lấy yêu cầu mình là wow, việc bàn gì tinh thần à? À thì chúng ta việc bàn gì sang thầy kiện hơn à? Càng bàn càng tinh thần, càng bàn càng á mạnh khỏe. Việc bàn nhân văn chuyện này tốt à? À càng bàn ấy thì á, mình nên càng tốt. Chúng ta phải nói như vậy. 所以今日我哋讲师要担起责任。cho nên là hôm nay giảng sư ấy là phải gánh vác trách nhiệm. 担起佛堂嘅责任。là phải gánh vác trách nhiệm của Phật đường. 所有讲师喺道场嘅天职系非常之重要。tất cả các giảng sư ấy đã được thiên chức làm giảng sư. 尤其是三重普渡呢一件大事，冇我哋讲师系绝对唔得噶。cho nên là bây giờ là cái thời kỳ tam kỳ普渡không có giảng sư là không được. 你睇睇平时办道，我哋讲师有冇参与啊？chúng ta xem xem mỗi lần办道讲师có tham gia không ạ？có ạ。你睇睇，早兩年我哋澳門咪辦咗一場氣天仙求道嘅，大家有冇去啊？啊，你嗱，咁2015早幾年啊？有冇啊？辦一場氣天仙，
là khí thiên thần tiên bản đạo ở trên trung tâm ấy, chúng ta có tham gia không? Cái người địa thiên tiên, trước đây cũng là cái gì vậy? Vẫn của địa thần chủ giảng sư à? Là cái vị tiên tiên thiên này là đều là tìm đến giảng sư. Đều là quan của địa giảng sư sự à? À không à? À, là bàn đi bàn đi một trường đạo, toàn bộ đều là yêu có tư sinh của giảng sư à? Là bàn một lần đạo này đều là các vị giảng sư lâu năm. Đạo trường mỗi một lần siêu bạch. Đạo trường mỗi một lần là siêu bạch. Siêu bạch vọng linh à? À, siêu bạch vọng linh. Toàn bộ đều là giảng sư họ điểm à? Siêu bạch phụ mẫu à? Đều là các giảng sư lâu năm siêu bạch. Là mà? Đúng mà. Vậy thì ở Sam Chô Bảo Đạo này sự trong. Cho nên là cho cái giảng sư cái vai trò là phi thường rất quan trọng. Là giảng sư là vô cùng là quan trọng. Vậy thì các bạn đều phải trọng chỉ cái vai trò à? Cho nên là mỗi một người giảng sư chúng ta đều phải xem trọng bản thân mình. Hãy trọng chỉ cái thiên chức à? Đều phải xem trọng cái thiên chức của mình. Bây giờ còn có thời gian không ạ? Không. Không rồi. Vậy. Vì chúng ta chỉ có thể nói được một cái bài vì chúng ta chỉ có thể nói được một cái bài một thôi. Bởi vì lại còn thông qua phiên dịch. Cho nên là thông qua cái thằng Thiền Nhân Bất Lưu Thức Bồ Tát. Là thông qua cái bài huấn của Bất Lưu Thức Bồ Tát. Chúc phù mỗi một vị giảng sư. Là có chúc mỗi một vị giảng sư. Chúng ta cũng cần kỳ duy sinh. Cho nên chúng ta đều phải nhớ kỹ ở trong tâm. Làm tốt giảng sư cái vai trò. Là phải làm tốt những cái vai diễn của giảng sư, phục vụ chúng sanh, để mà phục vụ chúng sanh, thầy hậu học, là đề bạc hậu học, đối trên bên yêu chân chân kiên kiên, đối với trên ấy là phải là gì, luôn phải cẩn thận. Tiền nhân là phải giao đại bồ đề, yêu làm tốt những việc. Đây là tiền nhân ấy là dặn dò lại chúng ta phải làm điều đó, cùng mà yêu sâu hơn tự kỷ, và phải tu tốt bản thân mình, yêu cái một chủng hàng phục cái năng lực. Phải có một cái năng lực để hàng phục. Đại gia đều mình kỳ duy sâm, hổ hổ. Thì mọi người đều hy vọng đại gia hiểu cái này thằng phụ này, đại gia đều lần đầu hiểu thành sinh. Thì hy vọng rằng á, cái bài qua bài giảng này mọi người đều có thể được lên thang. Hổ hổ cũng đáp nguyện của người đại phong, thằng đầu tiên Phật chỉ biết sẽ rồi. Giảng sư nói chỗ nào chưa được viên mãn, cầu xin Niết Phật từ bi xá tội. Hổ hổ thì có chi, châu chỉ có chi, tôi có bổ sung, tôi chỉ đại gia. Và sư Pháp chỉ sẽ bổ sung.